Chào mừng em đã quay trở lại với chiếc đồng hồ của mình là ca hợp Electro đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một lời tưởng nhân là Chakito hay Đồ Đát nhé. Và nếu em nào muốn thích trò chơi này thì quên là một món like, chia sẻ đối với cho mình, comment sự ý kiến số video và đăng ký ủng hộ mình nhé. Và nhớ xuống chuông để nhận thông báo mới nhất về kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Đúng mà đây là phiên bản cũ thôi. Tay. Nhưng mà đây chỉ là bộ này, đây là phản lực đen thôi. Đây là cái bộ mà mình hồi xưa cảm thấy mình yêu thích nhất là bộ là Lưu Luyện Titan. Lưu Luyện Titan này cũng hơi đẹp mà cũng có một cái vài màu xanh lá ở trên sau cái đầu của nó mà cũng hơi thích. Bắt đầu thôi.
hoy ya estás feliz, ¿entendés?
Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại.